Hân hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Hôm nay, ban biên tập kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về vận trình tài lộc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Tân Sửu. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong năm 2021 Đinh Mùi sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc, nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế, họa vô đơn chí. Đây là một năm cực độc nếu bản mệnh không nắm rõ được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh, thì những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì rất có thể sẽ gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, tiểu nhân vây hãm quấy phá liên tục. Vậy, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng Phong thủy Gia Cát tìm hiểu xem cách hóa giải và tận dụng cho tốt những cơ hội hiếm hoi để lội ngược dòng thành công, giữ được tiền tài trong video này nhé. Tử vi năm 2021 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, dự đoán sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này đến lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay là những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như là tuế phá, tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với mệnh chủ. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can tân kim lộ xuất thiên tài, nhưng thiên tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm. Đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ khác lừa gạt, mất tiền, hao của. Tài vận của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 vào năm 2021 không được vượng. Tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng phải vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời. Chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và kim bài thái tuế năm 2021 để có thể mang lại bình an, may mắn cũng như là tài lộc cho chính mình. Dự đoán tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 vào năm Tân Sửu 2021. Theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ, được hiểu là đất trên tường, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu 2021, nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thủy thổ tương chiến sẽ mang lại nhiều bệnh tật cho gia chủ. Về gan, những bệnh liên quan đến gân cốt cũng sẽ là nỗi lo lắng của các gia chủ. Năm nay sẽ có nhiều thách thức và cạnh tranh cũng như là cơ hội để mở rộng sự nghiệp, cải thiện tình trạng công việc. Những người làm kinh doanh thì cần phải cẩn thận các vấn đề về thuế và thương mại. Vận trình năm 2021 của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 không có gì nổi bật, sự nghiệp khó bề cất cánh do tiểu nhân ngáng trở, không phát huy được hết năng lực của mình, thành tích làm việc cũng giảm sút rõ rệt. Bản mệnh dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên, thu ấp ít ỏi mà việc phải chi tiêu thì lại nhiều, tài chính chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Người làm kinh doanh năm Tân Sửu này không nên mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực mới, nên lợi dụng các mối quan hệ xã hội để có thể kết giao với quý nhân. Thời gian rảnh thì nên đọc thêm hoặc là đăng ký các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan, nâng cao khả năng chuyên môn cho mình.
hãy giữ thái độ khiêm tốn cầu thị, lắng nghe ý kiến của người khác, đừng tự vỗ ngực cho mình là giỏi. Về cuối năm thì vận trình có phần khởi sắc hơn, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió. Song cần phải chú ý, đừng vì bận công việc mà quên chăm sóc sức khỏe. Cần giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, hạn chế hút thuốc, uống rượu bia. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi và kim bài Thái Tuế năm 2021. Nam mệnh 55 tuổi, năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh nên tránh thị phi hoặc gặp phải người xấu, cũng như là phải chú ý đến gan, chăm sóc mắt. Nữ mệnh 55 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đôi chiếu mệnh, cần tránh thị phi, gia đình không êm ấm. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và kim bài Thái Tuế năm 2021. Lục xung tuế phá, nhiều lo lắng u buồn, ít niềm vui, lấy may đẩy lùi vận hạn. Năm 2021 Tân Sửu, Sửu Mùi chính xung dẫn đến mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967 năm nay bị thái tuế phá, tức là nặng nhất trong phạm thái tuế, lại còn có những hung tinh như là lan can, đại hao, bệnh phù, thiên khốc, tai sát, chiếu mệnh. Điều này nói lên tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, có nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Sửu âm thổ là thiên quan tinh của tuổi Đinh Mùi 1967, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Sao tai sát sẽ càng cản trở công việc phát triển, dễ mất tiền bạc của cải, cũng không có lợi cho sức khỏe. Về phương diện tình cảm, sẽ có nhiều biến động, thành công hay thất bại tùy vào sự nắm bắt cơ hội của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuy vậy, lại có các tinh nguyệt không nhập mệnh, có thể hóa hung thành cát. Bình thường thì nên làm nhiều việc tốt, từ thiện, dĩ hòa vi quý, vô hình chung sẽ gia tăng vận khí. Mọi người thường nói thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ tất hữu họa. Vì vậy mà tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, năm nay cố gắng lấy may để xóa bỏ vận hạn. Như vậy có thể giảm bớt được sự ảnh hưởng của hạn xung thái tuế. Để cho vận trình năm 2021 được thuận lợi may mắn, mệnh chủ cần sử dụng kim bài thái tuế và vật phẩm bát bảo tâm kinh. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Đối với những người sinh năm 1967 thì họ sẽ nhận được một số trợ giúp từ những người có tầm. Những người lớn tuổi sẽ trợ giúp một số gợi ý có lợi cho cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Theo dự đoán tử vi năm 2021, bạn có thể đầu tư tiền vào một số dự án nhỏ, trong khi đó thì cần phải nỗ lực để hòa hợp với các đối tác kinh doanh. Khiêm tốn lắng nghe đề nghị, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận hơn nếu có thể giải quyết sự khác biệt. Đôi khi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có thể có những cảm xúc không ổn định vào năm 2021. Mối quan hệ với bạn đời của họ sẽ không còn thân thiết như trước và thậm chí sẽ có nhiều cuộc cãi vã hơn trong cuộc sống hôn nhân. Nếu có thể, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để làm những việc thích và dành nhiều không gian hơn cho bạn đời. Điều này có thể giúp thiết lập không khí gia đình thoải mái và dễ chịu. Đáng chú ý nhất là sức khỏe của bạn, xác suất về các bệnh lớn trong năm nay là cao hơn. Miễn là bạn cảm thấy một số khó chịu trong cuộc sống hàng ngày thì nên đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra và chỉ bằng cách này mới có thể phát hiện và chấp nhận điều trị sớm. Về sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi 1967 vào năm Tân Sửu, năm nay xung thái tuế, sự nghiệp gặp nhiều cản trở, thậm chí tụt dốc. Làm việc có nhiều sóng gió, cần bình tĩnh quan sát, đợi chờ thời cơ, không thể hành sự lỗ mãng. Năm nay thì nhân duyên của tuổi Đinh Mùi 1967 rất kém, trong công việc không có sự ủng hộ, dễ dàng đắc tội với cấp trên hay làm những mất khách hàng tiềm năng, mọi thứ đều bị cản trở. Nếu có thể, hãy lùi về phía sau và bàn giao công việc cho những người có năng lực giải quyết, như vậy mới có thể níu giữ chân khách hàng, tránh được khủng hoảng hiệu suất. Nếu bạn muốn thay đổi môi trường làm việc của mình trong năm nay và tìm kiếm một không gian rộng hơn để phát triển, hãy chủ động kế hoạch. Hoặc nếu đơn vị có ý định mở rộng một ngành nghề nào đó hay muốn thử sức tìm kiếm sự phát triển thì sẽ phải thực sự chắc chắn. Đối với tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, sự nghiệp gần như là bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc là sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa.
Nếu vẫn còn làm việc thì hãy chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Cuộc sống rất ngắn ngủi và được cho là có một cuộc sống dễ dàng và vô tư sau khi dành phần lớn cuộc đời để làm việc. Lúc này thì nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Để cho vận trình năm 2021 được thuận lợi may mắn, mệnh chủ cần sử dụng kim bài thái tuế năm 2021 và vật phẩm hộ thân vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Về tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Tân Sửu 2021. Vì xung thái tuế, tuổi Đinh Mùi năm nay tài vận nhiễu loạn, lại có lan can và đại hao phá hoại nên càng tệ hơn, con đường phát triển kinh doanh đình trệ, có hiện tượng hao tài. Cùng với đó, trong cuộc sống dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gặp phải thị phi liên tục, hơn nữa áp lực kinh tế rất lớn, có thể gây ra nợ xấu nên mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn. Cần đưa ra định hướng chi tiết cho mình. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, năm nay tốt nhất hãy định hướng là động trung cầu tài để giảm bớt sự ảnh hưởng của tác động xấu do bị thái tuế phá gây ra. Năm nay tài vận khó được như ý, kiến nghị nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi mới tính đến bước tiếp theo. Nếu bạn đủ may mắn kiếm được tiền, đừng tham lam. Nếu có hành động tốt sẽ có thể ổn định nguồn tài chính của mình. Không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của vận xung thái tuế. Năm nay là năm của sự chăm chỉ, cũng là một năm thích hợp cho các chuyến công tác. Nếu cần đi đến những nơi khác để phát triển sự nghiệp, bạn có thể thay đổi, thích nghi với những sáng tạo và đổi mới. Tin rằng sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn. Hãy luôn nhắc nhở chính mình mang theo một kim bài thái tuế năm 2021. Năm 2021 này thì tuổi Đinh Mùi sẽ có thu nhập không ổn định. Ngoài ra thì con bạn sẽ cho tiền thường xuyên. Tuy nhiên thì bạn có sức khỏe kém và có thể đến bệnh viện thường xuyên. Điều này khiến cho bạn tốn kém rất nhiều. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Đặc biệt mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2021 Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Tân Sửu dương lịch từ ngày 3 tháng 1 năm 2021 cho tới ngày 31 tháng 1 năm 2021, tức là từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 29 tháng 12 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá. Không những thị phi không đâu ập tới mà cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào các tháng này có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về sức khỏe của tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm Tân Sửu 2021. Đối với mệnh chủ tuổi Đinh Mùi thì bạn cần phải cẩn trọng hơn về sức khỏe vào năm nay. Bạn có áp lực tương đối lớn, điều này ảnh hưởng đến thể trạng và giấc ngủ của bạn rất nhiều. Hãy chắc chắn để chăm sóc cơ thể. Có thể ra ngoài cho một chuyến đi trong năm nay, nhưng đừng quá mệt mỏi và không tham gia các trò chơi khó khăn và nguy hiểm. Năm 2021, sức khỏe của tuổi Đinh Mùi phải chịu nhiều tổn hại do có sao thực thần tiết khí, cũng như ảnh hưởng của cục diện Sửu Mùi tương hại. Có ảnh hưởng lớn, dễ khiến cho yếu tố hỏa mùi bị tổn hại. Vì thế mà tuổi Đinh Mùi cần tránh đến những nơi u ám ẩm ướt. Trong năm Tân Sửu này, bản mệnh không nên làm việc quá sức, khiến cho cơ thể mệt mỏi, không nên tham lam hoặc xa vào các thú vui như rượu chè, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh, nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi 1967, sức khỏe của bản thân và người nhà đều dễ dàng xuất hiện, thậm chí là có khả năng bệnh cũ tái phát trở lại. Cần chú ý bảo vệ sức khỏe nhiều hơn. Hàng ngày thì nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà.
để hóa giải tà khí, âm khí ảnh hưởng đến mình, mệnh chủ cần mang theo bên mình bát bảo tâm kinh, giúp tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho người sử dụng. Về tình duyên của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 vào năm Tân Sửu, năm 2021, lưu niên, tình yêu, hôn nhân, vận thế gặp xung thái tuế chịu ảnh hưởng, vận may dễ dao động. Người độc thân thì sẽ gặp một số vận đào hoa, nhưng rất khó có thể tiến triển. Nếu có cơ hội thì cầm bắn bắt ngay, không nên chần chừ, sẽ bị tuột mất. Người đã kết hôn thì chịu xung thái tuế và thiên khốc ảnh hưởng, cuộc sống không tốt, trong nam thì tính khí có phần nóng nảy. Kiến nghị các cặp đôi nên gia tăng sự quan tâm với nửa kia của mình, cùng nhau đi du lịch, chia sẻ nhiều hơn để thấu hiểu, giúp đặt nền móng vững chắc cho mái ấm gia đình. Bất kể đã kết hôn hay là chưa thì bạn nên duy trì tình cảm hiện tại trung thực, bao dung, kịp thời, ân cần đi cùng nửa kia và hy vọng rằng tình yêu sẽ ngọt ngào và hạnh phúc. Thỉnh thoảng trong cuộc sống thì bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều đó. Rốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Để kích hoạt nhân duyên hòa hợp, bạn và người thương hãy luôn mang theo bên người cặp bát bảo uyên ương, bát bảo tâm kinh, giúp kích hoạt hòa hợp, tăng cường nhân duyên. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Đinh Mùi, nam mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu chính là thất kiến hung tai, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này, có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh, sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng sẽ gặp phải hạn thiên tinh, chủ về sức khỏe. Người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe. Khi bị đau ốm, với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời đất phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với người phụ nữ mang thai thì cũng dễ bị ngộ độc, nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao thì dễ bị té ngã. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Đinh Mùi nữ mạng, sao kế đô chiếu mệnh là sao tam cửu khóc bi ai, nên cả nam và nữ nếu gặp sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên thì nữ giới cần phải kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam la hầu, nữ kế đô là muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên đàn bà khi mà gặp sao này chiếu mạng mà có thai thì lại hên may lạ thường. Nó ảnh hưởng đến cả người chồng, khi mà sinh sản cũng được yên lành. Nếu không có thai nghén thì người đàn bà sẽ bị lao đao lận đận, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nam mạng sẽ gặp phải hạn tam kheo. Hạn tam kheo là chủ về sức khỏe, nên chú ý các bệnh về khớp, tránh nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn tam kheo cần phải đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay, chân, xương khớp. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi có con đường tình duyên không thuận lợi ngay từ đầu, có thể phải trải qua vài ba lần mới ổn. Nếu không thì vợ chồng tình duyên nhạt nhẽo, không hạnh phúc, sống xa nhau thì mới có thể bền lâu. Tuổi Đinh Mùi đối nhân xử thế khôn ngoan lại thảo tâm nên họ được lòng người, nhẹ nhàng trên con đường thăng tiến quan trường nghề nghiệp. Đinh Mùi được no ấm, sung túc suốt đời, thảnh thơi thoải mái. Người phụ nữ tuổi Đinh Mùi thì thường có cuộc đời lận đận vất vả hơn những người đàn ông tuổi này. Thuở tiền vận của họ thì phải trải qua rất nhiều khó khăn buồn phiền. Bắt đầu từ thời trung vận trở đi thì cuộc sống mới được tốt đẹp và yên ổn hơn. Nữ mạng thì gia đạo tốt, không có khó khăn hay là sóng gió, yên bình hạnh phúc. Đường công danh thì không được tốt cho lắm, nếu có thì cũng chỉ đạt ở mức trung bình mà thôi. Từ 40 tuổi trở đi, sự nghiệp sẽ được phát triển vững mạnh, vận tiền tài khá tốt, không lo túng thiếu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2021 này,
quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.